Chào các bạn, hôm nay Quang sẽ hướng dẫn các bạn cách móc một bông hoa cúc để mà mình trang trí lên nón nè, hoặc là mình làm băng đô. Trong bài hướng dẫn hôm nay thì Quang sẽ hướng dẫn bông hoa và cả sợi dây mà chúng ta có thể làm nhẹp để mà chúng ta viền xung quanh cái kẹp xung quanh cái nón, hoặc là chúng ta làm băng đô ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị vật liệu á. Thì chúng ta sử dụng là màu, thì hai màu là một là màu nhụy, hai là màu cánh hoa. Và kim Quang sử dụng cho cái sợi dệt này á, thì Quang sử dụng là kim 3.0mm nha, 3.0mm. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thực hành bài móc hoa cúc này nha các bạn. Đầu tiên thì chúng ta sẽ tiến hành móc phần nhụy hoa. Thì phần nhụy hoa Quang sử dụng là màu đậm ha, là màu nâu nha. Rồi Quang cho sợi vào tay ha. Sau đó chúng ta đặt cái kim nằm dưới sợi chỉ. Chúng ta đưa lên, có hai sợi chỉ nằm chồng lên nhau. Chúng ta lấy tay giữ vào hai sợi chỉ đó, quấn chỉ kéo qua vòng. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi là 4 mũi bính, 1 bính, 2 bính, 3 bính, 4 bính. Sau khi 4 bính xong rồi, lật chỉ bính qua mặt trái, quấn chỉ vô kim, đâm vào bính số 1, đâm vào bính số 1, kéo lên. Trên kim có 3 sợi, quấn kéo qua 2 sợi, quấn kéo qua 2 sợi, Quang gọi là mũi kép. Sau khi được mũi kép xong rồi, các bạn đưa cho mình 5 bính, 1, 2, 3, 4, 5. Sau khi 5 bính xong rồi, mình phải dời vào đầu kép, đâm vô đầu kép. Rồi chúng ta móc mũi dời. Sau khi dời xong rồi, các bạn móc cho mình 1 mũi kép. Sau khi một mũi kép xong rồi, chúng ta lại tiếp tục là một mũi kép. Mũi kép này là mũi kép thứ tư á. Nếu mà mình tính ba bính rồi các bạn, ba bính là mình tính là một mũi kép ha. Bằng một mũi kép với ba mũi này nữa là mình có tổng cộng là 4 mũi. Thì các bạn sẽ nhận thấy là mũi kép số 2 á là mình có cái phần đầu, mũi kép số 3 là mình mũi kép không đầu. Thì mũi kép số 4 á, mình sẽ có đầu là 1, 2, 3, 4, 5. Rồi, mình tạo cái phần hoa văn này bằng một mũi dời. Thì cái này mình gọi giống như là cái đầu hoặc là bông dâu cũng được ha. Thì các bạn sẽ thấy là cái mũi chẵn á, mình sẽ móc tạo bông dâu trên đầu nó. Còn cái mũi lẻ thì chúng ta không có móc gì hết nha. Rồi, 4 xong rồi, 5. 5 thì chúng ta khỏi tạo bông dâu nè. 6 thì chúng ta sẽ tạo bông dâu, là mũi kép số 6 nè. 6 xong rồi, 1, 2, 3, 4, 5. Sau đó chúng ta móc mũi dời. Rồi tiếp tục một mũi kép số 7, không có tạo bông dâu. Mũi số 8 chúng ta tạo bông dâu. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tạo là 1, 2, 3, 4, 5. Sau khi 5 bính xong rồi, móc mũi dời nè, dời vào đầu kép ha, đâm vô đầu kép nè. Rồi móc mũi dời. 8 xong rồi, 9. Tiếp tục mũi số 10. Mũi số 10 chúng ta sẽ tạo vào bông dâu. 1 2 3 4 5. Chúng ta móc mũi dời. Rồi 11. 11 không tạo ha. 12. Rồi chúng ta tạo bông dâu trên đầu, 1, 2, 3, 4, 5. Dời vô đầu kép 12. Sau đó là tiếp tục kép. Rồi tiếp tục kép 14. 1, 2, 3, 4, 5. Dời trên đầu kép số 14. Như vậy là các bạn sẽ thấy là mình có tổng cộng là 7 bông dâu này ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sau khi 7 xong rồi đó, thì các bạn sẽ dời trên đầu 3 bính. Thì lúc mà mình đi cái phần này nè, thì các bạn sẽ dễ thấy là đây là đầu kép ha. Đây là đầu kép, thì kế đầu kép sẽ là đầu 3 bính. Mình sẽ dời vào đầu 3 bính đó. Dời vào đầu 3 bính. Như vậy là chúng ta vừa hoàn tất xong cái hàng đầu tiên để chúng ta tạo nhụy nha. Sau khi mình hoàn tất hàng đầu tiên xong rồi đó, các bạn móc cho mình một mũi bính. Thì khi mình móc một mũi bính xong rồi đó các bạn, thì các bạn sẽ thấy nè, đây là mũi kép số 1, đây là 3 bính ha. Thì mình sẽ móc vào mũi kép số 1, mũi đơn luồn dưới. Có nghĩa là
từ dưới đâm lên, mình đâm lên khoảng cách bên tay phải của thân kép nè, mình xuống bên tay trái, khoảng cách bên tay trái của thân kép, thì các bạn đưa qua mặt trái, các bạn quan sát thì sẽ có thấy giống như mà mũi kép số 1 á, nó đang nằm ở trên cây kim ha. Chúng ta quấn chỉ kéo qua khỏi cái mũi kép số 1 đó, trên kim sẽ xuất hiện hai sợi, quấn chỉ kéo qua hai sợi chúng ta gọi là mũi đơn. Rồi tương tự vậy các bạn qua thân kép số 2 nè, thì thân kép số 2 các bạn sẽ thấy có hai cái khoảng cách là da tay của mình á, thì mình sẽ đâm lên khoảng cách bên tay phải, xuống khoảng cách bên tay trái, thì các bạn nhìn ở dưới mặt trái là cái thân kép số 2 nè đang nằm ở trên cây kim, các bạn kéo chỉ qua móc mũi đơn. Như vậy chúng ta được một mũi đơn, cạnh mũi đơn luồn dưới vào cái thân kép số 2. Tương tự vậy vào thân kép số 3 nè, mình lên khoảng cách bên tay phải, mình xuống khoảng cách bên tay trái, thì các bạn nhìn qua mặt, quan sát mặt trái nè, thì cái thân kép số 3 đang nằm ở trên cây kim, các bạn kéo qua thân kép số 3 thì lúc này trên kim xuất hiện hai sợi, quấn chỉ kéo qua hai sợi, như vậy mình được mũi đơn luồn dưới số 3. Thì để gọn thì các bạn có thể siết cái phần chỉ này chặt lại rồi chúng ta cắt chỉ bỏ đi ha, cho nó gọn nha. Rồi cứ như vậy chúng ta sẽ tiến hết xung quanh vòng tròn này, chúng ta được tổng cộng là 14 mũi đơn luồn dưới ha. Rồi mũi số 5 đã đâm xuống, đâm lên bên tay phải nè, xuống bên tay trái nè, kéo chỉ ra móc mũi đơn. Tương tự vậy qua mũi số 6 nè, đâm lên bên phải, xuống bên trái, các bạn đưa qua mặt trái nè, kéo qua móc mũi đơn số 6. Rồi cứ như vậy chúng ta đi hết một vòng tròn ha. Rồi qua mũi đơn số 7. Rồi cứ như vậy chúng ta đi hết, chúng ta sẽ được làm 14 mũi đơn luồn dưới. Rồi được 12 đơn. Mũi đơn số 13 đâm từ khoảng cách bên tay phải xuống khoảng cách bên tay trái, chúng ta móc mũi đơn. Rồi bây giờ mũi đơn số 14 nè, mũi đơn số 14 là cái thân bính đó các bạn ha. Thân bính nè, mình đâm lên khoảng cách bên tay phải của thân bính nè, mình xuống khoảng cách bên tay trái của thân bính, rồi sau đó mình kéo qua, mình móc mũi đơn. Như vậy là chúng ta vừa hoàn tất xong 14 mũi đơn. Sau khi hoàn tất xong 14 mũi đơn xong rồi thì chúng ta qua mũi đơn số 1, qua đầu đơn số 1 ha. Qua đầu đơn số 1 chúng ta đâm vô đầu đơn số 1 nè, chúng ta kéo qua, chúng ta móc mũi dời. Rồi một bính chúng ta cắt chỉ ha. Như vậy là chúng ta vừa hoàn tất xong cái phần nhị nha các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua chúng ta móc cánh hoa ha. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ móc cái phần cánh hoa. Thì bây giờ chúng ta sẽ lấy sợi một cánh hoa, chúng ta giữ vào tay. Rồi khi mà mình kết thúc cái phần chỉ màu nhụy á, nằm ở vị trí này, thường thì Quang ít khi nào nói chỉ ngay vị trí này lắm, Quang thường qua cho đối xứng nha. Rồi Quang sẽ dùng kim đâm vào đầu đơn, đâm vào đầu đơn. Rồi sau khi đâm vào đầu đơn xong, các bạn lôi sợi chỉ lên, lôi sợi chỉ lên. Rồi chúng ta móc cho mình là 4 mũi bính, là đặt sợi chỉ nằm lên trên cây kim ha, móc một bính. Bính thứ hai không đặt. Bính thứ ba các bạn đặt sợi chỉ nằm lên trên cây kim. Bính số 3, bính số 4. Sau khi 4 bính xong rồi, các bạn đưa sợi chỉ này qua một bên ha. Rồi quấn chỉ vô kim hai lần. Rồi các bạn đâm vào ngay vị trí mà các bạn mới vừa nói chỉ, kéo lên. Trên kim lúc này có 4 sợi, quấn chỉ kéo qua hai sợi lần thứ nhất, quấn chỉ kéo qua hai sợi lần thứ hai, quấn chỉ kéo qua hai sợi lần thứ ba. Như vậy là chúng ta vừa hoàn thành xong mũi kép đôi. Sau khi mũi kép đôi xong rồi, các bạn đưa sợi chỉ này qua. Rồi mình lên hai bính, hai bính ha. Cái mũi đầu tiên á, các bạn móc cho mình là mũi nửa kép, quấn chỉ vô kim, đâm kim xuống, kéo lên. Trên kim có 3 sợi, quấn kéo qua hết 3 sợi. Rồi từ mũi tiếp theo này nè, mũi số 2 trở đi, thì các bạn móc cho mình liên tiếp 7 mũi kép, quấn chỉ, đâm xuống, kéo lên, kéo qua 2 sợi, kéo qua 2 sợi, mình được một kép. Các bạn làm cho mình tổng cộng là 7 mũi kép, 2 mũi kép, 3 mũi kép. Thì trong quá trình đi các bạn kẹp sợi chỉ này theo mình giấu luôn ha. 3 mũi kép, 4 mũi kép, 5 mũi kép, 6 mũi kép, 7 mũi kép,
Rồi, như vậy là chúng ta vừa hoàn thành xong là 7 mũi kép. Thì lúc này cánh hoa của chúng ta gồm có là 1 mũi nửa kép và 7 mũi kép nha. Rồi, sau khi mình hoàn tất xong một cánh hoa xong rồi thì mình đi tiếp theo. Thì cái sợi chỉ dư này nè, chúng ta có thể cắt bỏ được rồi ha. Rồi, chúng ta bỏ sợi chỉ đó qua bên. Rồi, sau đó chúng ta đi tiếp nè, bỏ một chân đơn. Qua chân đơn kế bên, các bạn móc cho mình mũi dời. Dời. Sau khi dời xong rồi các bạn lên cho mình 1 bính, 2 bính, 3 bính, 4 bính. Quấn chỉ vô kim 2 lần. Mình đâm vô ngay vị trí mình mới vừa móc mũi dời. Mình kéo sợi lên. Trên kim lúc này có 4 sợi nè. Quấn kéo qua 2 sợi lần thứ nhất. Quấn kéo qua 2 sợi lần thứ hai. Quấn kéo qua 2 sợi lần thứ ba. Rồi, như vậy là chúng ta vừa hoàn thành xong mũi kép đôi. Sau khi hoàn thành xong mũi kép đôi xong thì có một cái khoảng trống là da trai của mình nè. Thì mình lên 2 bính, mình móc vào khoảng trống đó đó, một mũi nửa kép, nửa kép. Sau khi mũi nửa kép xong rồi các bạn móc cho mình vô khoảng trống này nè là 7 mũi kép. 1 kép, 2 kép, 3 kép, 4 kép, 5 kép, 6 kép, 7 kép. Như vậy là chúng ta vừa hoàn tất xong là một cánh hoa. Sau khi hoàn tất xong cánh hoa xong rồi thì chúng ta lại tiếp tục bỏ một chân móc vào chân kế bên, một mũi dời. Dời. Sau khi dời xong rồi chúng ta lặp lại như vậy. Chúng ta lên là 4 mũi bính, 1 bính, 2 bính, 3 bính, 4 bính. Móc mũi kép đôi vào đúng ngay vị trí mình mới vừa móc mũi dời. Kép đôi là quấn chỉ vô kim 2 lần, đâm vào vị trí mình mới móc mũi dời, kéo lên. Quấn chỉ kéo qua 2 sợi lần 1, quấn chỉ kéo qua 2 sợi lần 2, quấn chỉ kéo qua 2 sợi lần 3. Sau đó chúng ta sẽ lên là 1 bính, 2 bính, móc vào khoảng trống này một mũi nửa kép. Một mũi nửa kép. Sau khi một mũi nửa kép xong rồi thì chúng ta lại tiếp tục móc vào khoảng trống đó 7 mũi kép. 1 kép, 2 kép, 3 kép, 4 kép, 5 kép, 6 kép, 7 kép. Sau khi 7 kép xong rồi các bạn lại tiếp tục bỏ một chân móc vào chân kế bên, một mũi dời. Dời. Sau khi dời xong lại tiếp tục lên 4 bính, 3, 4, móc mũi kép đôi vào vị trí mình mới vừa móc mũi dời. Rồi. Sau đó chúng ta lại lên 2 bính tiếp tục tạo cánh hoa. Cứ như vậy chúng ta lặp đi lặp lại đi hết cái vòng xung quanh nhụy này thì chúng ta sẽ được là 7 cánh hoa. Rồi, các bạn thực hành cho mình nha các bạn. Rồi, sau đó mình bỏ một chân qua chân kế bên, mình móc mũi dời. Sau khi dời xong rồi các bạn đi cánh hoa cuối cùng nè, 1 2 3 4, quấn chỉ vô kim 2 lần, đâm vào ngay vị trí mình mới vừa dời. Móc mũi kép đôi. Sau khi mũi kép đôi xong rồi lên 2 bính, móc vào khoảng trống đó mũi nửa kép. Mũi nửa kép. Sau đó móc vào khoảng trống đó tiếp 7 mũi kép. 1 2 3 4 5 6 7. Rồi, sau khi 7 mũi kép xong rồi chúng ta sẽ dời vào ngay vị trí mà chúng ta nối chỉ. Có nghĩa là bỏ một chân nè, chúng ta nối chỉ bắt đầu cánh hoa đầu tiên là ngay vị trí này. Chúng ta sẽ dời vô ngay vị trí đó. Dời vô ngay vị trí đó. Ha. Như vậy là chúng ta vừa hoàn tất xong là 7 cánh hoa cho tầng thứ nhất. Thì cái hoa cúc này Quang thường gọi là cúc trong trống các bạn. Các bạn lúc này quan sát nó, nhìn quan sát nó giống như là những cánh trong trống đang quay ha. Nên Quang hay gọi là cúc trong trống hay là gọi là cúc xây cũng được nha các bạn. Rồi, bây giờ chúng ta vừa hoàn tất xong hàng đầu tiên thì bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp tầng hoa thứ hai. Thì vị trí của chúng ta đang móc mũi dời vào ngay vị trí cánh hoa đầu tiên nè. Bây giờ các bạn móc cho mình là 1 bính,
ha, mọc bính ha. Sau khi mọc bính xong rồi đó, các bạn thấy là ngay cái vị trí cái chân đơn mình chừa lại nè, thì mình sẽ ở dưới đưa lên, ở dưới kim đưa lên nè, mình móc mũi đơn, mình móc mũi đơn nha các bạn, mũi đơn vào ngay vị trí cái chân đơn mình chừa lại đó, đâm xuống kéo lên, mình móc mũi đơn, đơn. Sau khi đơn xong rồi các bạn lên cho mình 5 bính, 1, 2, 3, 4, 5. Các bạn quấn vô kim 3 lần, 3 lần. Sau đó mình đâm vô ngay vị trí mình mới vừa móc mũi đơn luôn ha. Mình đâm xuống kéo lên, kéo qua 2 sợi lần thứ nhất, kéo qua 2 sợi lần thứ hai, kéo qua 2 sợi lần thứ ba và kéo qua 2 sợi lần thứ tư. Như vậy là chúng ta được là mũi kép 3. Sau đó các bạn lên cho mình 2 bính, rồi móc mũi nửa kép vào cái khoảng trống mình mới vừa tạo. Sau khi móc mũi nửa kép xong rồi, các bạn đi cho mình 10 mũi kép liên tiếp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi, sau khi 10 mũi kép xong rồi đó, là chúng ta vừa hoàn tất xong một cánh hoa. Thì bây giờ chúng ta sẽ xuống mũi đơn nè. Chúng ta móc mũi đơn là từ dưới cánh hoa tiếp theo nè. Chúng ta sẽ móc vào cái chân đơn mà chúng ta chừa lại nè các bạn ha. Mình sẽ từ dưới đưa lên ha. Mình đâm vào cái đầu đơn của cái phần nhị nè. Đâm vào đầu đơn của phần nhị, mình kéo lên, mình móc mũi đơn. Như vậy là chúng ta vừa hoàn tất xong cánh đầu tiên của tầng thứ hai. Còn thực hành lại một lần nữa nha. Lên 1 bính, 2 bính, 3 bính, 4 bính, 5 bính. Quấn vô kim 3 lần. Sau khi quấn vô kim 3 lần xong rồi, chúng ta móc mũi đơn chỗ nào thì chúng ta sẽ móc mũi kép 3 vô ngay đúng vị trí đó. Đâm xuống kéo lên. Thì lúc này trên kim có tổng cộng là 5 sợi nè. Chúng ta quấn kéo qua 2 sợi lần 1, quấn kéo qua 2 sợi lần 2, quấn kéo qua 2 sợi lần 3, quấn kéo qua 2 sợi lần 4. Rồi sau đó chúng ta lên 2 bính, móc vào khoảng cách này mũi nửa kép. Rồi sau đó tiếp tục làm 10 mũi kép. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi, sau khi mình đi được 10 mũi kép rồi đó, thì bây giờ chúng ta lại tiếp tục qua cánh tiếp theo. Chúng ta sẽ đưa kim từ dưới đưa lên, đâm vào đầu đơn mà chúng ta chừa lại nè. Chúng ta móc mũi đơn. Rồi, như vậy chúng ta vừa hoàn tất xong một cánh hoa của tầng thứ hai nữa. Như ha. Rồi, cứ lặp đi lặp lại như vậy, chúng ta đi hết xung quanh tầng thứ hai này chúng ta cũng được là 7 cánh hoa. Rồi, các bạn thực hành cho mình nha. Rồi, như vậy là chúng ta vừa hoàn tất xong cánh thứ 6 nè. Chúng ta sẽ móc mũi đơn từ dưới đưa lên, đâm vô đầu đơn, chúng ta móc mũi đơn. Rồi bây giờ chúng ta đi cánh hoa cuối cùng. 1, 2, 3, 4, 5. Quấn chỉ vô kim 3 lần ha. Sau khi 3 lần xong, các bạn đâm vô đầu đơn, kéo lên, quấn chỉ kéo qua 2 sợi lần 1, quấn chỉ kéo qua 2 sợi lần 2, quấn chỉ kéo qua 2 sợi lần 3, quấn chỉ kéo qua 2 sợi lần 4, ta được làm mũi kép 3. Lên 2 bính, móc mũi nửa kép vào khoảng cách giữa mũi kép 3 và 5 bính. Sau đó chúng ta đi 10 mũi kép liên tiếp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi, sau khi 10 xong rồi, chúng ta vừa hoàn tất xong cánh hoa thì chúng ta qua cái vị trí mũi đơn đầu tiên nè các bạn. Chúng ta sẽ móc mũi dời, đâm vô đầu đơn nè ha. Chúng ta móc mũi dời kết thúc ha. Dời. Rồi, một bính chúng ta cắt chỉ. Thì chúng ta cắt chỉ. Thì các bạn có thể là cắt chỉ dài một đoạn ha, để chúng ta một lát chúng ta sau đó chúng ta sẽ mai lên trên cái phần cái dây nẹp ha. Rồi, như vậy là chúng ta vừa hoàn tất xong bông hoa xay này ha, hay còn gọi là bông hoa chôm chấm ha.
rồi của chúng ta được như thế này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua, chúng ta móc cái sợi dây nẹp nha các bạn. Rồi cái phần nhị này cứ úp úp vô dễ thương vậy ha, thì còn không thì các bạn có thể cho nó nở ra nha, nhưng mà mình úp vô vậy nhìn dễ thương hơn ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua, chúng ta móc phần dây nẹp nha các bạn. Rồi tiếp theo thì Quang sẽ hướng dẫn các bạn cách móc cái phần dây nẹp. Thì đầu tiên các bạn cho sợi vào kim ha. Rồi chúng ta sẽ đi là 5 mũi bính, 1 2 3 4 5. Sau khi 5 mũi bính xong rồi mình dời vào đầu bính số 1, dời. Sau khi dời xong rồi các bạn móc vô trong tâm vòng tròn này là tổng cộng cho mình là 12 mũi đen, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Rồi các bạn sẽ thấy làm nguyên cái vòng tròn này nè, chúng ta sẽ được làm 12 mũi đơn nha. Sau khi được 12 mũi đơn xong rồi đó các bạn, mình đi tiếp theo ha. Các bạn lên cho mình là 3 bính, 1 bính, 2 bính, 3 bính. Các bạn móc cho mình mũi kép vào tâm, vào cái vòng tròn 5 bính mà chúng ta vừa tạo đó, móc mũi kép ha. Rồi, sau khi mũi kép xong rồi đó thì các bạn kẹp cái thân kép này nè, chúng ta móc tổng cộng là 5 mũi đơn. 1 đơn. À, để gọn thì chúng ta cắt sợi chỉ này được rồi ha. Rồi Quang nhắc lại nè, sau khi mà mình lên 3 bính xong rồi đó, mình móc mũi kép vô tâm vòng tròn này đó, thì bây giờ chúng ta sẽ kẹp cái thân kép này tổng cộng là 5 mũi đơn. 1 đơn, 2 đơn, 3 đơn, 4 đơn, 5 đơn. Sau khi 5 đơn xong rồi đó các bạn, thì bây giờ mình sẽ đâm từ cái vòng này, cái dòng thứ hai này nè, qua cái dòng thứ một này nè ha. Đây, từ dòng thứ hai chúng ta đâm qua đây, chúng ta kéo lên, chúng ta móc mũi đơn 1 đơn. Rồi chúng ta móc như vậy tổng cộng là 3 đơn, 2 đơn, 3 đơn. Sau khi mình được 3 mũi đơn đâm từ vòng 2 qua vòng 1 rồi đó, thì bây giờ chúng ta sẽ kẹp vô cái sợi dây 3 bính này nè, chúng ta móc 4 mũi đơn, 2 3 4. Như vậy là chúng ta vừa hoàn tất xong một chu kỳ. Rồi bây giờ chúng ta lặp lại nè, lên 3 bính, 1 2 3. Rồi móc mũi kép vô tâm nè. Sau khi móc mũi kép xong rồi đó các bạn, thì mình sẽ kẹp thân kép này tổng cộng là 5 mũi đơn. 1 đơn, 2 đơn, 3 đơn, 4 đơn, 5 đơn. Thì cái dây nẹp này mình móc cực nhất là lúc này nè các bạn, đâm từ dòng cái dòng đang móc qua dòng trước đó nè. Nó giống như đâm từ dòng 3 qua dòng 2 nè. Thì mình cực nhất là chỗ này. 1 đơn, 2 đơn, 3 đơn. Rồi, sau khi 3 đơn xong rồi qua mình kẹp tiến tới luôn ha. Mình kẹp dây 3 bính này 4 mũi đơn. 1 2 3 4. Thì các bạn sẽ thấy là bên đầu tiên mình 5 mũi, vô cái khoảng giữa này 3 mũi và bên đây là 4 mũi. Thì cái bên 4 bên 5 á, các bạn để cho cái sợi dây này mình nó cong thành tạo thành vòng tròn á, khi lúc mà mình kết vô nón hoặc là mình đeo băng đô á, thì nhìn sẽ đẹp và ôm cái phần đầu mình hơn nha. Vậy là mình đi là bên đây là 5, ở giữa này là 3 và qua đây là 4 nha. Rồi mình lặp lại lần nữa nè. 1 bính, 2 bính, 3 bính. Móc mũi kép vô giữa nè. Sau khi kép xong rồi các bạn đi cho mình 5 bính, 5 đơn. 1 đơn, 2 đơn, 3 đơn, 4 đơn, 5 đơn. Sau khi 5 đơn xong rồi thì các bạn móc vô khoảng giữa này là 3 mũi đơn. 1 đơn, 2 đơn, 3 đơn. Sau khi 3 đơn xong rồi các bạn qua bên cái phần dây bính này móc 4 đơn. 1 đơn, 2 đơn, 3 đơn.
4D. Rồi các bạn thấy tương đối đơn giản ha. Thì cứ lặp đi lặp lại như vậy á, đến đủ cái độ lớn của cái nón của các bạn hoặc là vừa đủ vòng đầu thì chúng ta dừng lại nha. Rồi các bạn tiến cho đủ độ dài ha. Rồi tiếp theo quăng đi thêm một lần nữa ha. Các bạn lên ba bính. Lên ba bính rồi. Một, hai, ba, móc mũi kép cho tâm. Sau đó các bạn móc 5 mũi đơn. Một, hai, ba, bốn, năm. Sau khi 5 mũi đơn xong rồi mình đâm từ dòng đang móc, quay lại dòng trước đó ha, mình móc 3 mũi đơn. Sau khi 3 mũi đơn xong rồi, cái này mình kết thúc với các bạn, thì mình đi 5 mũi đơn luôn. Một, hai, ba, bốn, năm. 5 đơn xong rồi các bạn dời ha, dời vô đầu đơn đầu tiên. Rồi một bính cắt chỉ. Rồi chúng ta cắt dư một đoạn ha. Rồi khi mà mình hoàn tất xong cái phần này nè, thì các bạn sẽ cuộn hai này lại và các bạn để lên giày. Rồi mình sẽ mai lên, khi mình chồng vô cái nón xong rồi các bạn, thì mình sẽ mai hai cái phần này dính lại ha. Khi mà mai hai phần này dính lại xong thì ngay cái vị trí này chúng ta sẽ đặt bông hoa nha. Đặt bông hoa lên chúng ta che cái khuyết điểm này, thì đối với trường hợp mà mình làm nón nha. Rồi còn đối với trường hợp băng đô á các bạn, thì cái đầu này nè chúng ta sẽ đơm một cái nút lên trên đây, thì các phần khoảng trống này nè nó sẽ là tăng size. Ví dụ như đầu bé nhỏ thì mình sẽ đưa vô trong đây, mình gài nút ở chỗ này. Hoặc là đầu bé lớn thì mình có thể giảm size, tăng size từ từ. Thì tất cả các cái khoảng trống này đều là cái free nút, chúng ta có thể đơm nút vô, chúng ta tăng size giảm size ha. Ví dụ như bé nhỏ thì các bạn cho thâu vô, còn nếu mà đầu to thì chúng ta sẽ đi ra ngoài. Thì cái này nó hay cái là chúng ta có thể tăng size giảm size được. Như vậy là chúng ta sẽ đơm nút ở phần này và các vị trí này chúng ta sẽ là phi nút. Còn rắn hoa thì lúc này chúng ta sẽ gắn ở giữa cái băng đô, giữa băng đô hoặc là ngang lệch phần giữa một phần cũng được nha các bạn. Thì thường băng đô chúng ta để hoa ở nghiêng một bên á, như vậy chúng ta phải canh từ giữa này, chúng ta lệch qua khoảng một đoạn rồi chúng ta gắn hoa lên. Thì lúc này chúng ta sẽ mai cái hoa lên dính cố định đây. Còn một đầu bên đây sẽ là nút, còn đầu bên đây sẽ là phi. Chúng ta sẽ gài lại là chúng ta tạo ra được băng đô. Rồi như vậy là chúng ta vừa hoàn tất xong cái phần mà mình móc nẹp và mình móc hoa trang trí ha. Thì mình chúc các bạn là móc thật đẹp cái sản phẩm này và trang trí lên nón hoặc băng đô gì đó cho những người mà mình thương yêu ha, hoặc là cho mình xài cho những dịp hè sắp tới nha. Thân ái và chào tạm biệt các bạn, và hẹn gặp lại các bạn ở bài hướng dẫn tiếp theo nha. Nhớ like và share kênh YouTube của mình nha các bạn. Thân ái chào tạm biệt.